ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ 6 ngày 8 tháng 3. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong ngày hôm qua. Tin tức đầu tiên, trong hôm qua, quân đội Nga đã thực hiện một đợt tấn công máy bay không người lái nhắm vào Odessa, thành công phá hủy cũng như gây thiệt hại lên rất nhiều các kho đạn, nhà kho, trạm phát điện và các cơ sở quân sự của quân đội Ukraine. Sau đó thì chúng ta có được thông tin là Tổng thống Zelensky sẽ có một chuyến thăm đến Odessa. Đây là video được người đăng nói đoàn xe trong video là đoàn xe hộ tống ông. Họ đang di chuyển đến một khu vực bí mật để trao thưởng. Cụ thể là trao thưởng cho các đơn vị đặc nhiệm của lực lượng đặc nhiệm trực thuộc lực lượng vũ trang, những người thành công phá hủy chiến hạm quân đội Nga ở khu vực bán đảo Crimea. Sau khi hoạt động này hoàn tất, Tổng thống Zelensky đã rời khỏi Odessa và di chuyển đến một nơi khác, có thể là về lại Kiev. Toàn bộ quá trình này đều đã bị quân đội Nga theo dõi từ đầu đến cuối, do đó vị trí của căn cứ bí mật kia cũng đã bị lộ. Người Nga lập tức đã phóng một quả tên lửa Iskander nhắm vào nó. Theo như các tin tức thì một nhóm lớn sĩ quan Ukraine đã thiệt mạng. Đối với báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga thì họ đã ra thông báo như sau. Vào lúc 11 giờ 40 phút theo giờ Moscow, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào một nhà chứa máy bay ở khu vực cảng công nghiệp Odessa. Nó đang được chuẩn bị cho việc sử dụng chiến đấu bằng tàu không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được mục đích của cuộc tấn công. Vậy là Zelensky thì cố gắng làm những gì mà ông có thể, nhưng vô tình đã khiến cho căn cứ này bị lộ và bị phá hủy mất rồi. Sau đó chúng ta còn nhận được tin tức cho biết rất nhiều máy bay cùng với trực thăng xuất hiện ở khu vực biên giới Romania và Moldova. Do đó khả năng cao là căn cứ này không chỉ là có các sĩ quan Ukraine mà còn có cả các quân nhân của Vương quốc Anh. Vì theo như các thông tin mà chúng ta có thì Anh đã hỗ trợ kiểm soát và điều phối các đợt tấn công tên lửa của Ukraine. Người Nga có vẻ như đã trúng số độc đắc trong đợt tấn công này. Hãy cùng chờ đợi thêm những tin tức mới để xác định xem suy đoán của mình có đúng hay không. Chưa dừng lại ở đây, Tổng thống Zelensky tiếp đó đã phát biểu một vài thứ. Tóm gọn lại thì ông chỉ trích rằng Liên bang Nga có thể tấn công bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào. Ngoài ra còn cho rằng đợt công kích vừa rồi là do Moscow muốn ám sát ông. Để đáp trả lại, quân đội Nga đưa lên một bức hình. Đây là khu vực quảng trường thuộc trung tâm thành phố Kherson, khu vực mà Tổng thống Ukraine cũng đã có mặt cách đây không lâu, hàm ý rằng nếu như quân đội Nga thực sự muốn ám sát ông thì họ đã có thể làm điều này từ năm 2022 hoặc là 2023 rồi, chứ không phải là đợi đến tận bây giờ. Vừa rồi là toàn bộ tin tức ở Odessa và Kherson. Giờ ta sẽ di chuyển đến Robotyne. Trong hôm nay, chúng ta nhận được rất nhiều tin tức mới ở khu vực này, trong đó có việc quân đội Nga trong 24 giờ qua đã thành công chiếm thêm rất nhiều khu vực cánh đồng nằm giữa Robotyne và Verbove. Cụ thể là một vùng như thế này, người Nga đã tiến công từ ba hướng và chúng ta có các video xác minh. Video đầu tiên được đăng tải bởi lữ đoàn không kích số 82 cho thấy họ tiến hành các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân binh Nga đang ẩn nấp ở bên trong một dãy chiến hào. Xác minh các bước tiến của quân Nga, tuy nhiên ta không thể xem tiếp video do tính chất bạo lực. Video thứ hai đến từ một nhóm quân Ukraine khác, họ ghi lại quá trình tấn công của quân đội Nga. Có thể quan sát, người Nga lần này chỉ tiến công theo các nhóm rất nhỏ. Đây thậm chí còn không phải là một chiếc thiết giáp chở quân mà có thể chỉ là một chiếc xe máy thôi. Dù sao thì trong suốt quá trình này, quân đội Ukraine cũng đã liên tục dồ hỏa lực vào, xác nhận thêm một mũi tấn công nữa của quân Nga. Vậy chính xác, điều gì đang xảy ra ở đây? Cụ thể thì quân đội Ukraine ở khu vực này đang thiếu thốn quá nhiều thứ từ xe bọc thép cho đến pháo bình. Rồi cả không quân thì người Nga cũng chiếm ưu thế hoàn toàn. Do đó ta có thể đưa ra kết luận rằng lực lượng Ukraine giờ đã không còn đủ khả năng để giữ vững một khu vực cánh đồng rộng như thế này được nữa. Phương án duy nhất của họ để bảo toàn lực lượng vào lúc này không phải là tổ chức thêm các đợt huy động, mà là phải rút hết quân khỏi những khu vực không quan trọng về những khu vực kiên cố hơn, ví dụ như là Orykhiv hoặc là có thể là Robotyne. Nếu như nhịp độ này của quân Nga vẫn được duy trì, thì mình nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, họ sẽ có thể chiếm được thêm một khu vực cánh đồng nữa như thế này. Lúc đó thì người Nga sẽ đạt được mục tiêu gần như quan trọng nhất trong giai đoạn này, chính là với được hỏa lực của họ lên cung đường tiếp tế dẫn về Robotyne mà hiện tại quân đội Ukraine vẫn còn đang sử dụng. Cụ thể thì nó là các hàng cây này. Quân đội Nga càng gần với cung đường thì khả năng giữ vững được Robotyne của quân đội Ukraine càng thấp. Di chuyển đến Nam Donetsk, cụ thể là ở Novomikhailivka, trong bản cập nhật lần trước,
đã có tin tức cho biết quân đội Nga chiếm được khu vực nông trại cuối cùng ở phía nam khu định cư. Nhưng đến giờ thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ video xác minh nào. Đối với hôm qua, người Nga đã thực hiện nhiều đợt tấn công. Đầu tiên là nhắm vào khu vực nông trại ở phía bắc khu định cư. Ngoài ra còn là các mũi tấn công nhắm vào khu vực cánh đồng từ phía đông và phía bắc. Tóm lại, mục tiêu tiếp theo trong ngắn hạn của quân đội Nga sẽ là một khu vực như mình đang vạch ra nhằm đưa toàn bộ các cứ điểm phòng thủ của quân đội Ukraine tại các hàng cây cũng như khu vực nông trại phía bắc khu định cư xuống phía dưới quyền kiểm soát của họ. Gần như toàn bộ Novomykhailivka lúc này đã nằm trong tay người Nga. Trong đó phải kể đến khu vực các tòa nhà cao tầng ở trung tâm cũng đã thuộc về họ. Đối với Kharkiv, phải nhắc lại rằng nhiều mapper cho biết quân đội Nga hiện đã mở rộng phạm vi kiểm soát của họ lên thêm một khu vực như thế này. Nhưng đến giờ thì chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ video xác minh nào. Về phía quân đội Ukraine thì họ cũng đưa lên một video cho thấy họ sử dụng máy bay không người lái thả lựu đạn vào một chiếc thiết giáp chở quân của quân Nga ở chính xác địa điểm này trên hệ thống bản đồ. Vậy nếu như theo các video thì đúng là quân đội Nga có bước tiến nhưng họ vẫn chưa thể vượt qua cứ điểm phòng thủ ở đây của quân đội Ukraine. Còn nếu như theo cập nhật của các mapper thì người Nga giờ đã bắt đầu tiến đánh vào khu vực trung tâm rồi. Ngoài ra, chúng ta còn có một video nữa ở khu vực nằm giữa Masy Milaninivka và Kharkiv. Nội dung là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào cung đường dẫn về Kharkiv. Đây là cung đường được quân đội Ukraine sử dụng để vận chuyển tiếp tế. Nhưng giờ thì nó cũng đang nằm hoàn toàn trong tầm bắn của quân đội Nga. Do đó khả năng cao là sẽ không có thứ gì có thể di chuyển qua được đây mà còn nguyên vẹn. Tổng kết lại, có vẻ như quân đội Nga thực sự đã có được những bước tiến bên trong Kharkiv nếu như thông tin từ các mapper là chính xác. Thì những đợt dội hỏa lực trên chính là để nhằm giảm thiểu áp lực của quân đội Ukraine lên quân binh Nga bên trong khu định cư. Di chuyển đến Krasnohorivka, như mình đã nói tương đối nhiều trong các bản cập nhật lần trước, dựa theo các mapper thì quân đội Nga hiện tại đã chiếm thêm một khu vực như thế này ở phía nam khu định cư. Ngoài ra, trong hôm qua thì họ cũng giành lấy dãy chiến hào nằm ở ngay sát tuyến đường dài, chính là phạm vi này. Điều này sẽ giúp cho người Nga đảm bảo an toàn cho lực lượng của họ di chuyển thông qua khu vực cánh đồng nằm sát tuyến đường dài. Tóm lại, đây chính là những bước tiến mới của quân đội Nga dựa theo các mapper. Họ vẫn đang tiếp tục tấn công ở khu định cư này, nhưng sẽ khá khó để xác định xem mục tiêu thật sự của người Nga bây giờ là gì. Phương án đầu tiên là quân đội Nga chỉ đang muốn kiểm soát toàn bộ phạm vi nằm phía bên dưới tuyến đường sắt, từ đó làm bàn đạp cho họ đánh vào các khu vực cánh đồng cũng như là hàng cây nằm bên dưới hồ chứa nước. Trong trường hợp quân Nga chiếm thêm được một phạm vi như mình đang vạch ra, thì họ sẽ không cần đánh vào Krasnohorivka một cách trực diện mà có thể đi vòng qua để đánh vào từ phía Tây tạo ra thế bảo vệ. Bên cạnh đó, những ngày qua vẫn là các đợt đánh bom FPV của quân đội Nga nhắm vào trung tâm Krasnohorivka. Đây là chiến thuật họ đã áp dụng ở Adiska. Nếu như bạn còn nhớ, sau các đợt dội hỏa lực khiến cho nội thành Adiska bị hủy hoại hoàn toàn, thì sau đó thì người Nga đã giải quyết thành phố này chỉ trong chưa đến một tháng. Vậy nên, mình nghĩ nếu như trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với Krasnohorivka thì chắc chắn khu định cư này cũng chỉ trụ được chừng đó thời gian mà thôi. Rất khó để bất kỳ thứ gì đó có thể trụ vững được trước hỏa lực của một quả bom FPV 1500. Tổng kết lại, quân đội Nga giờ có hai phương án. Một là tiếp tục vượt qua đường sắt để đánh vào trung tâm Krasnohorivka, hay là họ sẽ đánh vào từ phía Tây như mình vừa phân tích. Theo mình thì mình sẽ nghiêng về phương án thứ hai hơn. Thêm nữa, có các thông tin cho biết quân đội Nga hiện cũng đang cố gắng đảm bảo khu vực mạn sườn của họ kéo dài từ Kharkiv đến Bobiada. Nếu thành công giải quyết khu vực cánh đồng này thì họ sẽ co ngắn được tiền tuyến từ 10 km xuống còn 5 km, đồng nghĩa với việc giải phóng được lực lượng đến những khu định cư khác để gia tăng áp lực, ví dụ như là Kharkiv, Novomykhailivka, Bobiada hoặc là Krasnohorivka như mình vừa nói. Di chuyển đến Adiska, vài ngày trước có các thông tin cho biết quân đội Nga chiếm đóng hoàn toàn Tarnovka. Nhưng đến giờ thì chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ video xác minh nào cho chuyện này, mà chỉ có video cho thấy quân đội Nga sử dụng tên lửa phóng loạt tấn công vào khu vực trung tâm và tây bắc khu định cư. Điều này xác nhận ngược lại rằng, trên thực tế, người Nga mới chỉ giành được khu vực phía đông nam Tarnovka mà thôi. Còn khu vực trung tâm có thể đang là vùng xám. Đối với khu vực tây bắc khu định cư thì chắc chắn nó đang nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Đối với Olivka thì chúng ta không nhận được thông tin gì mới. Nếu như những ngày tiếp theo mà các cập nhật vẫn không được đưa lên thì mình cũng sẽ thay đổi hệ thống bản đồ thể hiện khu vực phía tây này vẫn nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Chúng ta có một video khá thú vị ở đây được quân đội Nga đưa lên. Sự kiện này đã xảy ra từ khoảng 2 tuần trước sau khi quân đội Ukraine để mất Adiska và buộc phải rút lui về Lastokhine. Họ đã cố gắng trung hòa tình hình và thiết lập một phòng tuyến mới tại ba khu định cư Sivene, Lastokhine và Berdichi. Tuy nhiên, phòng tuyến này đã sụp đổ một cách rất nhanh chóng.
nhận ra mình có khả năng bị bao vây, các quân binh Ukraine đã quyết định tháo chạy thông qua khu vực cánh đồng ngay giữa ban ngày. Bạn thử nghĩ xem, nếu như bạn, thì liệu bạn có cơ hội sống sót không? Khi di chuyển qua một khu vực cánh đồng mà không có gì che chắn, thậm chí còn là khi trời vẫn còn đang sáng. Và tất nhiên là quân đội Nga chẳng cần đắn đo bất kỳ điều gì. Họ tiến hành dụ hỏa lực bằng pháo binh, tên lửa phóng loạt cho đến máy bay không người lái nhắm vào khu vực này. Ta sẽ không thể xem đoạn cuối cùng của video, nhưng chắc chắn bạn cũng hiểu điều gì sẽ xảy đến với các quân binh Ukraine này. Di chuyển đến Berdychi, mình cũng thay đổi hệ thống bản đồ cho thấy khu vực phía Tây vẫn còn đang nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Còn trong khu vực trung tâm và phía đông thì đang là vùng xám. Ta nhận được một video cho thấy các đợt pháo kích của quân đội Nga xác nhận rằng họ đang không có ý định triển khai bất kỳ một đợt đẩy trực diện nào, mà hiện tại mục tiêu chính vẫn là đàn áp các đơn vị kẻ địch mà thôi. Tổng kết lại, ta có thể đưa ra kết luận từ toàn bộ các video trên rằng hiện tại quân đội Ukraine đã thành công ổn định tình hình ở tiền tuyến Berdychi, Semenivka, Olivka và Tornike. Ít nhất, những video đang cho chúng ta thấy như vậy. Hãy cùng chờ xem liệu người Ukraine có thể làm việc này trong vài tháng nữa hay chỉ là vài tuần ngắn ngủi mà thôi. Có một điều mà bạn cần phải hiểu, cứ thêm một ngày quân Ukraine giữ vững được các khu định cư này, thì lại thêm một ngày mà phòng tuyến ở Ocheretine, Sloviove, Yehanivka, Novoselivka Bersa và hồ chứa nước trở nên kiên cố hơn. Thời gian gần đây đã đứng về phía người Ukraine, còn đối với người Nga thì không. Họ cần phải tiến công thật nhanh để có thể tiếp cận phòng tuyến này. Chúng ta nhận được vài video mới ở khu vực Torres và Hodivka. Nội dung là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào khu vực này. Vậy có vẻ như người Nga cũng đang có ý định mở một chiến dịch mới ở đây. Để mình cung cấp thêm cho bạn vài thông tin. Theo như hình thể tiền tuyến mới mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, thì tiền tuyến Adiska sẽ bắt đầu từ thành phố Adiska đến Holivka. Vì thế, nếu quân đội Nga có tấn công ở Holivka thì bạn cũng đừng ngạc nhiên, do nó vẫn thuộc tiền tuyến Adiska mà thôi. Di chuyển đến Bakhmut, cụ thể là Ivanovka. Các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra, nhưng chúng ta chưa có video gì mới, chỉ có cập nhật từ các mapper cho biết quân Nga chiếm thêm một vài con phố mà thôi. Đối với ngọn đồi mà quân đội Ukraine tận dụng để kiểm soát Ivanovka cũng như kìm chân người Nga, thì ta tiếp tục nhận được video cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào đây. Đầu tiên là Su-25 tấn công, sau đó đến tên lửa phóng loạt, rồi cuối cùng là hệ thống nhiệt đáp hạng nặng TOS. Chỉ có máy bay không người lái là chưa xuất hiện ở đây mà thôi. Quân đội Nga hiểu rằng chìa khóa cho chiến thắng ở Ivanovka chính là ngọn đồi này. Họ cần phải giải quyết nó nếu như cũng muốn giải quyết Ivanovka một cách nhanh chóng. Vậy đây giống như là một chiến dịch song song, cả hai mục tiêu đều cần được thực hiện cùng lúc. Để có thể cản bước được quân đội Nga, hiện tại thì quân đội Ukraine đang buộc phải gia tăng, điều động rất nhiều chi viện ra tiền tuyến. Tuy nhiên, do vấn đề về mặt thời gian, nhiều lúc công tác này của họ buộc phải thực hiện vào ban ngày. Vô tình thì lại gia tăng khả năng bị quân Nga phát hiện. Đúng là như vậy, ví dụ như là video này, một nhóm quân chi viện Ukraine đang ẩn nấp ở bên trong một nhà chứa máy bay thì đã bị người Nga công kích vào bằng tên lửa Iskander. Vậy khả năng cao là toàn bộ nhóm quân này cùng với các trang thiết bị ở bên trong giờ đã bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát thuộc khu công nghiệp ở Chasivya do Iskander gây ra. Một bước tiến nữa cho người Nga, và như bạn có thể thấy, đây là sự biến mất hoàn toàn của phòng không Ukraine. Di chuyển đến mặt trận Siversk, chúng ta có video cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào khu vực đường sắt dẫn về Vyemska, xác nhận rằng khả năng cao người Nga đang định bắt đầu một thứ gì đó mới ở mặt trận này. Riêng mặt trận này, cứ khoảng 2 đến 3 tuần thì quân đội Nga lại đưa ra thông báo cho biết họ chiếm thêm khu vực này hoặc công sự kia. Do đó hãy cùng chờ đợi các tin tức mới. Đối với Bilohorivka, chúng ta nhận được một video khá thú vị ở phía đông bãi đổ rác nằm bên dưới chân đồi. Như bạn có thể thấy, các quân binh Ukraine đang ẩn nấp này có vẻ đã không thể chịu nổi nữa. Họ lao ra khỏi chiến hào và bỏ chạy mặc kệ tất cả mọi thứ. Quân binh đầu tiên đằng trước chạy nhanh đến mức bỏ xa hai người bạn của mình ở phía sau, dù có thể là họ đang bị thương. Vậy đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy người Ukraine đang bắt đầu tháo chạy khỏi chân đồi. Đồng nghĩa với một dấu hiệu nữa cho thấy quân đội Nga có thể sẽ sắp sửa phát động một đợt tấn công nhằm giành lấy bãi đổ rác này. Trong trường hợp nó thuộc về người Nga thì toàn bộ Bilohorivka sẽ tự động sụp đổ. Nói nhanh về Terni, có tin tức cho biết quân đội Nga hiện đã chiếm đóng toàn bộ khu định cư này và đang bắt đầu đánh về phía Yabolivka ở phía bên dưới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có bất kỳ video xác minh nào cho chuyện này. Di chuyển đến Bắc Kubian, trong hôm qua, quân đội Ukraine đã thực hiện một đợt phản công với hai chiếc xe tăng ở hướng Oliaska. Họ đã thành công ép lui được quân Nga. Tuy nhiên, cũng quyết định rút lui luôn mà không kiểm soát vùng lãnh thổ mới mà mình vừa giành lại. Có thể là họ sợ quân đội Nga sẽ phản công ngay sau đó. Quân đội Nga tiếp tục đánh bom vào khu vực biên giới, ví dụ như là ở video này.
một nhà kho nữa đã bị phá hủy và ta có thể quan sát được quy mô của các vụ nổ. Như mọi khi, không có sự xuất hiện của phòng không Ukraine, nhiều lúc mình đang tự hỏi điều gì đang xảy ra và lúc nào thì người Nga mới kích hoạt một chiến dịch mới ở khu vực này. Video tiếp theo đến từ khu vực Sumy, Chernihiv. Đây có thể là video đầu tiên ở khu vực này mà chúng ta có trong 6 tháng qua. Quân đội Nga sử dụng UAV cảm tử Lancet để tấn công vào một hệ thống radar của quân đội Ukraine. Có thể nó sẽ được sử dụng để phát hiện ra các vật thể bay ở lãnh thổ của người Nga. Càng ngày, chúng ta càng nhận được nhiều video mới ở khu vực này và càng làm cho mình có cảm giác thực sự có điều gì đó sắp sửa xảy ra ở đây. Di chuyển đến miền Tây Ukraine, thời tiết ở đất nước này đã bắt đầu tốt lên, tức là đã vào mùa xuân. Do đó, càng ngày càng có nhiều người dân Ukraine cố gắng vượt biên trái phép qua đất nước khác vì hiện tại có thể thông quan hợp pháp là điều không thể. Theo thời gian thì người dân Ukraine sẽ bị bắt giữ dần và khi thời điểm đến, họ sẽ được đưa ra tiền tuyến mà thôi. Đây là một anh chàng bị bắt ở vùng đồi nằm giữa Romania và Ukraine. Anh ta có vẻ được những người dân địa phương cho thức ăn và có vẻ anh chàng này khá thành thạo trong việc di chuyển ở địa hình đồi núi. Vì thế khả năng cao là sau khi ăn xong chiếc sandwich này thì anh ta sẽ được đưa đến trung tâm huấn luyện và vài tuần nữa sẽ có mặt bên trong hàng ngũ của lữ đoàn sơn kích số 10 hoặc là 118 chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ được thấy anh ta ở Robotyne hoặc là Sivers. Video tiếp theo được ghi nhận ở dòng sông Danube, một người đang cố gắng bơi vượt sông để có mặt ở bờ bên kia thuộc lãnh thổ Romania. Tuy nhiên, anh ta đã bị bắt khi mới bơi qua được một nửa. Anh chàng này cũng đã thể hiện khả năng bơi lội tuyệt vời của mình. Vì thế có thể anh sẽ được đưa đến Krymki hoặc là Kozachi Lahiri, giờ anh ta có thể vượt sông mà không cần thuyền trong thời tiết cực kỳ lạnh giá này ở Ukraine, đồng nghĩa với việc không sợ bị máy bay không người lái tấn công. Chúng ta có được thông báo nữa từ Bộ Quốc phòng Nga. Họ chỉ ra rằng, trong hôm qua, các quốc gia phương Tây đã hai lần cố gắng đưa không quân của họ tiếp cận vào khu vực bán đảo Crimea. Tình hình căng thẳng đến mức quân đội Nga đã buộc phải điều động chiến đấu cơ để ép cho máy bay của phương Tây quay đầu. Đây tiếp tục là một sự leo thang nữa. Nó có thể dẫn đến một vấn đề lớn khác giữa NATO và Liên bang Nga. Mình nghĩ hành vi vừa rồi là do các quốc gia phương Tây muốn đánh lạc hướng sự chú ý của người Nga ra khỏi Odessa với có thể họ đoán là quân Nga sẽ tiếp tục công kích vào thành phố này. Thứ hai là hình như mình đã nói ở đầu video, trong đợt tấn công bằng tên lửa Iskander có cả dấu vết của các sĩ quan NATO. Do đó họ không muốn vừa mất cả sĩ quan này lại mất thêm cả những nhóm sơ tán. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.